mà tĩnh nam một mực đều cùng kiều lão ra tử thân mật trầm ly yêu là muội muội của tĩnh nam lần này tứ đại thương minh cùng chung mối thủ hắc liên đoàn trưởng tự nhiên không phải địch thủ lúc này liền cùng trầm phong còn có trần chuyện cửu ký kết điều ước bất đắc dĩ cộng đồng ngăn địch điều ước bất đắc dĩ là điều ước bất đắc dĩ gì chính là ba người hiệp thương tốt sau khi đánh lui thương minh lý vân tiêu sẽ thuộc về ba người cùng nhau sở hữu mỗi người thay phiên hưởng dụng một tháng dừng lại Lý Vân Tiêu có đẹp như vậy sao? Nhiều nam nhân thực lực cao cường ưa thích hắn như thế. Tên đàn ông khôn khéo kêu lên. Đương nhiên, dẫn dữ xông quan vì người đẹp. Liên đoàn trưởng háo sắc tất cả mọi người là biết rõ, từ sau khi tên Lý Vân Tiêu kia đến, ba nghìn hậu cung xinh đẹp tất cả đều mất nhan sắc. Mẹ nó, như thế nào lão tử đẹp trai như vậy, sẽ không có người vừa ý đâu này. Tất cả mọi người tức giận bất bình sửa sang đầu tóc, lộ ra vẻ có tài nhưng không gặp thời loại câu chuyện loạn thất bát tao này rất nhanh diễn sinh ra vô số phiên bản và lúc lý vân tiêu đệ bát tiểu đội còn không có trở lại thành bắc cũng đã truyền lưu tại cả khinh ca lâm địa thứ gì có tốc độ nhanh nhất vậy nhất định là bát quái trong góc một quán trà một gã nam tử sắc mặt thanh tú đang ngồi sau khi lẳng lặng nghe xong gã đàn ông khôn khéo kia kể chuyện nhẹ nhàng lè lưỡi ra liếm liếm đôi môi đỏ tươi hướng phía tên đàn ông khôn khéo vẫy tay gọi tên đàn ông khôn khéo kia vốn dĩ đang đưa lưng về phía người này nhưng lại tự dưng cảm giác được giống như có người đang gọi hắn, không tự chủ được quay người đi qua. "Ngươi gọi ta?" Tên đàn ông khôn khéo lộ ra vẻ cảnh giác, người trước mắt này tuy rằng diện mục trắng nõn, nhưng lại có vẻ thập phần yêu khí, một đại nam nhân còn sơn móng tay màu hồng. Nam tử che miệng cười cười, nói: "Ta gọi chính là ngươi, ngươi nói tên Lý Vân Tiêu kia lớn lên thực mê người như thế sao? Còn có, ta xinh đẹp không?" Tên đàn ông khôn khéo trên trán chảy ra mồ hôi lạnh đến ở đằng kia nam tử yêu dị nhõng nhẽo cười lại cảm thấy hàn ý băng lãnh sông vào trong cơ thể hắn lập tức liên tục gật đầu nói lý vân tiêu kia đẹp trai tự nhiên là không thể nghi ngờ bất quá ngài cũng rất xinh đẹp thực sao nam tử đôi mắt sáng ngời cười nói được rồi nếu ngươi đã miệng lưỡi ngon ngọt như vậy thì hôm nay liền tiện nghi cho ngươi ân tiện nghi ta tên đàn ông khôn khéo lộ ra vẻ khó hiểu trong đầu hiện lên vô số nghi vấn liền nhìn thấy nam tử yêu dị tay phải vung lên, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời thoáng một phát, ý thức đã dần dần mất đi, ngơ ngác ngồi ở đó. Trong mắt nam tử yêu dị bắn ra hào quang lấp lánh, liếm môi nói khẽ: "Ngươi một người trong cung hưởng dụng vô số nam tử, lại phái ta đi ra bán mạng." "Hừ, không thể tưởng được Lý Vân Tiêu dĩ nhiên là một vị tuyệt sắc mỹ nam tử như thế, nếu là ngươi biết rồi, sợ rằng muốn hối hận tới cúc hoa đều xanh a." À. Ha ha. Trong mắt nam tử yêu dị hào quang tụ lại, trở nên lăng lệ ác liệt, cắn răng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi là của Vũ Văn Cao ta. Hắn ném mấy kim tệ, nắm lấy tên đàn ông khôn khéo vẻ mặt ngốc trệ kia rời khỏi. Tiểu nhị vội vàng đi lên thu kim tệ, lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mấy đồng tiền tệ màu vàng cam kia xác thực là vàng không thể nghi ngờ, nhưng lại không phải mấy loại bình thường lưu thông, mặt trên đơn giản vài nét bút vẽ phát thảo ra một đồ án tử thần khủng bố. Tại tổng bộ đệ bát đội, trong một gian phòng tu luyện, lực lượng cường đại ngưng tụ trên không trung. Lạc Vân Thường đem toàn bộ lực lượng rót vào trong chiến phủ của hắn, đem hết toàn lực một kích hướng người trước mắt kia hung hăng chém qua. Người nọ lặng lặng đứng ở đó, theo tiến đến lại không có động đậy một chút nào, mà ngay cả Lạc Vân Thường cũng không biết hắn là từ khi nào tiến đến. Áo choàng màu đen đem cả người bao bọc trong đó, trên tay dẫn theo một nam tử máu chảy đầm đìa, dưới chân càng là dẫm lên lục sắc tiểu yêu. Thân thể tiểu yêu không ngừng hoạt động, nhưng không cách nào dãy dụ chút nào bên trên chiến phủ lập loè hồng sắc quang mang chiếu rọi ra gương mặt nam tử áo đen dĩ nhiên là vũ tiên sinh hắn biểu lộ hết sức phức tạp trong đôi mắt gợn sóng mãnh liệt nhưng dần dần tĩnh lặng xuống hóa thành một mặt giếng cổ cũng như tâm cảnh của hắn chiến phủ chạm đến một nửa đột nhiên ngưng trệ trên không trung khó có thể nhúc nhích mảy may không chỉ có là búa lạc vân thường chỉ cảm giác toàn thân mình đều bị một cổ lực lượng gông cùm xiềng xích cửu dương chân khí trong người không ngừng quay cuồng càng ngày càng mạnh Liên chính bản thân nàng đều có loại cảm giác không cách nào khống chế, tựa hồ muốn phá thể mà ra, tranh phá tất cả. Vũ tiên sinh ngưng mắt nhìn trên người nàng không ngừng tuôn ra lực lượng, thở dài nói: "Thật sự là cửu dương chân khí, lịch sử sẽ tái diễn sao?" Trong mắt của hắn xẹt qua một tia sát khí, lần nữa trở nên phức tạp. Lạc Vân Thường khẩn trương, không chỉ có là bởi vì chịu người chế trụ, hơn nữa bởi vì trong cơ thể cổ lực lượng kia không ngừng ngưng tụ chồng chất với nhau đã lớn đến trình độ nàng không cách nào khống chế nổi. Vũ tiên sinh đem sát khí trong mắt rản xuống, nói: "Đem toàn bộ lực lượng của ngươi bạo phát đi ra, lại để cho ta nhìn ngươi mạnh như thế nào a, à, nữ nhân của thần Tiêu Cung." Lạc Vân thường chỉ cảm thấy ở dưới đối phương áp chế, trong cơ thể cổ chân khí đang trào lên này đem tất cả kinh mạch toàn bộ giải khai, căng phồng lên hết sức lợi hại, đại lượng huyết dịch dũng mãnh vào trong óc, tựa hồ có cảm giác dần dần mất đi tri thức. Giờ khác này, lực lượng cường đại chưa bao giờ có phá thể mà ra, ngưng tụ ở trong tay nàng, dần dần rót thành hào quang, trói mắt giống như là mặt trời. Nàng dơ lên chiến phủ, gông cùng xiềng xích trước kia, cổ lực lượng đó của nàng dĩ nhiên dễ dàng phá vỡ, lại lần nữa chém xuống. Nguyệt lạc ô để xương mãn thiên. Lạc nguyệt thiên xương. Trong đôi mắt lạc vân thường một mảnh đỏ bừng, cả người khí thế khẽ biến đổi, ở dưới lực lượng tuyệt cường bá đạo kia, chiến phủ tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận, dĩ nhiên dần dần tan vỡ xuống. Cả tòa mật thất tu luyện do kim cương nham kiến tạo không ngừng rạn nứt, ầm ầm phá vỡ, vô số đá vụn bay ra ngoài. Ầm ầm. Tuy rằng chiến phủ cũng theo đó nát bấy, nhưng cổ lực lượng kia lại không chút nào giảm đánh xuống, đánh trúng thân thể Vũ Tiên Sinh, chán phóng ra hào quang cường đại. Chấm chấm chấm. Sau khi Lý Vân Tiêu trở lại thành Tây, bốn phía nhìn ngó qua đều là thần sắc cổ quái, còn có vẻ tức giận ghen ghét làm cho hắn không hiểu ra làm sao, kinh ngạc quay đầu lại hướng thủ hạ hỏi. Ta có đẹp trai như vậy sao? Như thế nào nhiều người đều hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm vào ta như thế? Hắn buồn rầu lắc đầu, thở dài. Lớn lên đẹp trai chính là dễ dàng gây thủ oán a. Đám người bân kiệt nhao nhao hừ lạnh không thôi, lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn ra một phát nhấc cầm lên, cẩn thận gãi đầu, sửa sang lại góc áo. Đột nhiên phía trước một đạo hồng sắc hào quang vọt lên, đúng là tổng bộ đệ bát đội, cổ khí tức mạnh mẽ kia cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng chuyển tới chính dương chi khí lý vân tiêu trong nội tâm dùng mình cả kinh nói chẳng lẽ là vân thường đinh linh nhi kinh ngạc nói phương vị đó chính là tổng bộ đệ bát đội hẳn là nàng đột phá trên mặt bân kiệt hiện lên thần sắc không tốt ngương trọng nói vị tiểu thư kia sao nàng chỉ là một gã võ vương mà thôi vừa rồi khí tức kia ít nhất cũng là cấp bậc vũ tông a à nội tâm lý vân tiêu cũng dâng lên dự cảm không tốt cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang lao ra trầm giọng quát đi mau có thể là gặp chuyện không may bọn người bân kiệt cũng không dám khinh thường nơi đó chính là cung phụng những thuật luyện sư đắc tội không nổi a à, nếu như xảy ra vấn đề hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hơn 10 đạo quang mang sệt qua trời cao hướng phía căn cứ đệ bát đội mau chóng đuổi theo chấm 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 tại tổng bộ đệ bát đội lập tức kinh động đại lượng người nhao nhao hướng phía hào quang lao dũng mãnh lao tới vũ tiên sinh ở phía dưới hào quang oanh kích hai con ngươi vẫn là hiện ra rung động như vậy không có mảy may kinh hoàng thần tình trên mặt thập phần yên lặng lực lượng kia không ngừng trùng kích thân thể của hắn lại không có tạo thành chút thương tổn nào chỉ có loại trình độ này thôi sao trong ánh mắt vũ tiên sinh dĩ nhiên toát ra một tia trào phúng kinh ngạc nói truyền nhân của cố thanh thanh chỉ có loại trình độ này sao hắn thần sắc chịu buông lỏng thở dài Xem ra thật sự là ta vô cùng cẩn thận, lệ đại nhân nói không sai, hết thảy đều đã không cần thiết, bất quá. Hắn bước về phía trước một bước, trong tay hào quang lóe lên, một bình nhỏ bạch ngọc hiển hiện trong tay, mặt trên có khắc mấy yêu tộc ký hiệu, không ngừng lóe ra kim quang. Lạc Vân Thường sau một kích đó chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao xuống, trong mắt khôi phục một mảnh thanh thản. Nàng hoảng sợ nhìn xem Vũ Tiên Sinh từng bước một đi tiến lên đây, một phát bắt lấy ít hầu của nàng, dãy dụ nói. Ngươi, ngươi muốn điều gì? nắp bình nhỏ bắn ra, một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt từ bên trong lan tràn ra. trên mặt vũ tiên sinh lộ ra vẻ dữ tợn, đem chất lỏng màu đỏ ở bên trong bình nhỏ kia hướng trong miệng lạc vân thường đổ xuống, âm thanh lạnh lùng nói: thực lực ngươi quá yếu, ta chỉ là muốn giúp ngươi một tay mà thôi. ngươi thân là cửu dương thần thể, vốn là chỉ còn đường chết, nhưng là hiện tại đã không cần thiết, ta muốn ngươi tranh thủ thời gian cường đại lên, sau đó lại đem ngươi giẫm nát dưới chân đem thần tiêu cung từ bên trong thế giới này triệt để xóa bỏ. Rửa sạch sỉ nhục mấy ngàn năm qua của yêu tộc ta. Mặc cho Lạc Vân Thường phản kháng như thế nào, chất lỏng màu đỏ như máu kia vẫn đơn giản rót vào trong miệng của nàng, theo ít hầu chảy đi xuống, mắt lạnh không ngờ lại thật sự là huyết dịch. Ngươi là ai? Dừng tay. Bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều võ giả, tất cả đều là thành viên thái điểu dòng binh đoàn, rất nhanh nhìn rõ ràng thế cục, phóng ra huyền khí hướng vũ tiên sinh đánh tới nhưng quỷ dị là khi vọt tới khoảng cách khoảng 10 thước, lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, mặc cho bọn hắn công kích như thế nào đều không phá mở được. Đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ từ không trung đi ra, một đạo kim quang bắn thẳng đến mà xuống, giới thần bia hóa thành ngọn núi, chấn áp xuống. Nếu là ngươi dám tổn thương nàng, ta thể san bằng tinh nguyệt huyễn cảnh cùng ngũ hà sơn. Lý Vân Tiêu liếc mắt đã nhận ra Vũ Tiên Sinh, khi thấy Lạc Vân Thường bị quản chế về sau, phẫn độ trùng thiên dâng lên, giới thần bia ném ra, kế đó chính là một kiếm ngang trời chém xuống. Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh chính là thánh địa yêu tộc, từ một số thế lực yêu tộc còn sót lại xây dựng lên, bị một tòa huyễn trận cực lớn che giấu, tuyệt đối cấm nhân loại đặt chân trong đó. Ngũ Hà Sơn càng là nơi yêu tộc bị nhốt, mấy ngàn năm qua không người có thể phá vỡ. Đám người bân kiệt cùng Chu Tường còn có Đinh Linh Nhi nhao nhau ra tay, hơn 10 đạo lực lượng cường đại vây công xuống. Vũ Tiên Sinh đồng tử co rụt lại, đầu tiên chứng kiến giới thần bia, trong ánh mắt tinh mang chớp động ầm ầm. Giới thần bia cũng tới chỗ khoảng gần 10 thước gặp phải trở ngại, nhưng không bị chấn trụ mà rơi, đem đạo phòng ngự kia phá vỡ. Vũ tiên sinh hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng tại trên thân thể phát ra, không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo xoay tròn. Hơn 10 đạo công kích chi lực kia ở xa hơn 10 thước lại bị thay đổi phương hướng, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Không gian chung quanh hắn đang không ngừng biến hóa, trừ giới thần bia y nguyên vững vàng dừng lại trên không trung, còn lại lực lượng dĩ nhiên bên trong vận vẹo chậm rãi biến mất sạch. Hừ, muốn dùng tinh thần lực đem giới thần bia của ta thôn phệ, muốn chết. Lý Vân Tiêu giận quát một tiếng, đại giới thần quyết trong tay thi triển ra, từng đạo khoa đầu văn màu vàng lâm không mà xuống, bay vào phía trên giới thần bia, lập tức kim quang lưu chuyển, đại địa chi lực mở rộng ra, ở trong lĩnh vực tinh thần của Vũ Tiên Sinh tản ra chấn rơi xuống. Vũ Tiên Sinh biến sắc, hư nhẹ một tiếng, đem bình nhỏ đã không còn ném đi, tay phải một quyền chém ra, lực lượng thân thể cực kỳ bá đạo chấn đến không gian một hồi run rẩy, hướng bên trên giới thần bia đánh đến. Phanh! Ngay khi quyền kình tiếp xúc đến giới thần bia, Vũ Tiên Sinh lập tức sắc mặt đại biến, tuy rằng hắn biết rõ đây là một kiện siêu phẩm huyền khí, nhưng dù sao Lý Vân Tiêu thực lực có hạn, mà nhục thân của mình mạnh mẽ ít nhất có thể một quyền đánh bay, ai ngờ khi tiếp xúc, dĩ nhiên cảm thấy có sức nặng vô cùng, giống như ngưng tụ sức nặng đại địa sông núi, thế không thể ngăn cản vũ tiên sinh quyền kình ở phía trên giới thần bia vô cùng nặng nề liên tiếp đánh bại hắn sắc mặt ngương trọng bắt lấy lạc vân thường lập tức nhảy ra ầm ầm giới thần bia trực tiếp chấn nhập bên trong đại địa đập ra vô số khối đá vụn một đạo quang mang rơi xuống lý vân tiêu dẫm vào trên giới thần bia hai tay niết bí quyết không ngừng đánh lên thân bia kim quang tựa hồ cùng chính mình muốn dung làm một thể hỏa vân ấn ký trên trán hắn lại lần nữa dần hiện ra hỏa chi vực giới mở ra ở dưới vực giới chi lực này, phượng hoàng chân hỏa hiển hóa đi ra, hướng phía vũ tiên sinh thiếu đô tới. tiểu tử, so với lần trước lại mạnh mẽ hơn một ít a. À. vũ tiên sinh đồng tử đột nhiên co lại, hắn đã cảm giác được phượng hoàng chân hỏa kia đáng sợ ra sao. lần trước ở trong lòng đất đã lĩnh giáo qua, tựa hồ ngay cả lực lượng thuần túy cũng có thể thiêu hủy. ánh mắt của hắn trầm xuống, vĩ kiếm quang đột nhiên nơi tay một đạo bạch mang phá không chém ra ngoài. ầm ầm. Phượng hoàng chân hỏa kia trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, kiếm quang thế đi không giảm, tựa hồ đem không gian đều bổ ra. Lý Vân Tiêu từ trên giới thần bia bay lên trời, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém lên giới thần bia, phát ra thanh âm thanh thúy. Lý Vân Tiêu trên không trung bay thẳng đến Vũ Tiên Sinh vượt qua mà đi, hai tay lấy ra Hoàng Chiêu Trung giơ lên cao cao, một đập mà xuống. Đối phó Vũ Tiên Sinh, ưu thế duy nhất của hắn là bản thân có nhiều cửu giai huyền khí hơn so với đối phương, cho nên muốn đầy đủ lợi dụng mà bọn người bân kiệt lại là hoàn toàn dựa vào không được. Tuy rằng hắn là cửu tinh đỉnh phong võ hoàng, nhưng là không có lĩnh vực chi lực, không cách nào vận dụng thiên địa quy tắc mà nói, căn bản ngăn không được vũ tiên sinh tinh thần công kích. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là xông lên đuổi đến. Người của Thái Điểu Dòng binh đoàn không cách nào trơ mắt nhìn đồng bạn một mình khổ chiến. Ba văn đi nhanh. Vũ tiên sinh khẽ quát một tiếng, trên người tinh thần lĩnh vực khuếch tán ra, bốn phía phạm vi trăm mét lập tức liền đến tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, không chỉ có bốn phía đồng bạn toàn bộ biến mất, hơn nữa chỗ đang đứng, vốn dĩ cũng không phải là khinh ca lâm địa. Lý Vân Tiêu vận chuyển đại diễn thần quyết, đau khổ ngăn cản đối phương tinh thần trùng kích. Thân là tinh thần công kích đệ nhất nhân, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vạn phần biệt khuất. Cho tới bây giờ đều là mình tùy ý chơi đùa người khác, hiện tại ngược lại trở thành đồ ăn nhắm rượu cho người khác. Giờ phút này trên bầu trời ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, những người còn lại ai nấy đều là vẻ mặt kinh hoàng, nhìn phải quay trái, tựa hồ mất đi phương hướng ở trong đó. Ân, Vũ tiên sinh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói: Người tinh thần lực rất mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể ngăn cản được ba văn tật tẩu của ta, tựa hồ rất không có khả năng a." À. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bốn phía lực lượng tinh thần đang không ngừng đè xuống thân thể của hắn, muốn xông vào trong thức hải, có loại cảm giác muốn chống đỡ không nổi, đau đầu muốn nứt ra. Hắn nghe được lời nói của đối phương, trong cơn giận dữ mắng. Chớ ở trước mặt ta trang bức, xem ta phá ba văn tật tẩu của ngươi. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, trong thức hải loại đau đớn này tựa hồ yếu bớt vài phần, trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, cứng rắn dùng đầu hướng phía Hoàng Chiêu Trung đụng lên. Đang, dưới lần va chạm này, đầu đều cơ hồ bị chấn bạo, nhưng tiếng chuông từ trên người hắn chấn động mà qua, lập tức đem lực lượng của ba văn tật tẩu quét sạch, hơn nữa tiếng chuông còn truyền bá trên không trung, toàn bộ võ giả đều ồn ào chấn tỉnh táo lại ánh mắt vũ tiên sinh trầm xuống nhìn chằm chằm vào hoàng chiêu trung thân sắc biến ảo bất định nói đây cũng là cửu giai huyền khí xem ra lai lịch của ngươi thực không nhỏ a à. chỉ có điều tu vị của ngươi có hạn cho dù có được nhiều hơn nữa cửu giai huyền khí lại có thể thế nào có thể làm gì thì ta không biết nhưng ít ra hiện tại muốn lấy mạng của ngươi lý vân tiêu đầu đầy máu tươi dơ cao lên hoàng chiêu trung nhắm phía dưới đập một phát xuống đang đạo tiếng chuông thứ hai lần nữa gõ vang lên Lý Vân Tiêu bản thân bị chấn thổ ra một ngụm máu tươi đến, cả người lập tức ủi oải xuống. Lúc này đám người bân kiệt cũng nhao nhao ra tay, đồng thời cũng minh bạch đối thủ đáng sợ, mỗi người đều là toàn lực thi triển, lực lượng khủng bố theo Hoàng Chiêu Trung cùng nhau đánh mạnh xuống. Bình tĩnh trên mặt Vũ Tiên Sinh rốt cục biến mất đổi thành vẻ mặt ngương trọng. Tiếng chuông Hoàng Chiêu Trung chấn động trên không trung, Ba Văn Tật Tẩu của hắn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ, căn bản không cách nào vây khốn nhiều võ Hoàng Cường giải như vậy mà bản thân hắn cũng chỉ có tu vị võ hoàng, tuy rằng chống lại cường đại vô cùng, nhưng cũng không dám đồng thời chống lại nhiều cường giả như thế. Hắn dơ lên vĩ kiếm quang, mạnh hướng lên mặt đất cắm vào. Mũi kiếm chui vào phía trên mặt đất, một đạo quang mang từ trên thân kiếm phát ra, tựa như nụ hoa chán phóng ra, hình thành một đạo phòng ngự kết giới, đưa hắn cùng Lạc Vân Thường hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Ẩm Ẩm Hoàng Chiêu Trung đầu tiên chấn ở trên kết giới kia, kích phát ra linh áp cường đại, hướng bốn phía tán đi. Ngay sau đó công kích của đám người bân kiệt cũng oanh rơi xuống, các loại hào quang cùng nhau tản ra, trói mắt mọi người. Tuy rằng đem toàn bộ công kích của mọi người đều ngăn cản được, nhưng Vũ Tiên Sinh cũng là nguyên khí tiêu hao thật lớn, cửu giai huyền khí mặc dù là hắn thi triển ra, cũng là cố hết sức, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch. Lúc này Lạc Vân Thường sau khi bị ép ăn vào huyết dịch kia, cả người tựa hồ lâm vào hôn mê, chỉ là trên người càng ngày càng nóng, một cổ cửu dương chân khí từ trong cơ thể nàng tự phát trùng kích đi lên. Xem ra đã không sai biệt lắm. Vũ tiên sinh đem lạc vân thường hướng trên mặt đất quang ra, liền nói khẽ. Giúp ngươi cũng chỉ có thể giúp được tới đây. Có thể tới trình độ nào tới trình độ nào liền xem tạo hóa của chính ngươi đi. Cửu dương thần thể, chờ mong một khắc ngươi trở nên cường đại này, sau đó trở thành tấm đá kê chân cho yêu tộc ta quật khởi. Hắn nói xong những lời này, lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu trên không trung một cái, hiện lên một tia sát cơ. Hắn cảm giác, cảm thấy người này đối với yêu tộc bọn hắn có nguy hại, thậm chí còn muốn vượt qua cửu dương thần thể. Nhưng nghĩ lại, sắc khí kia âm thầm lặng lẽ rồi biến mất. Hôm nay, liền dừng ở đây à. Vũ tiên sinh ném lại những lời này, liền hóa thành một đạo quang mang hướng phía thành nam mà đi. Hừ, thái điểu dòng binh đoàn ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Không trung truyền đến thanh âm của mục vô, thân thể vũ tiên sinh trên không trung đột nhiên cứng đờ tựa hồ bị lực lượng nào đó vây khốn trên mặt vũ tiên sinh hiện ra một vòng vẻ mặt ngương trọng nói khẽ võ tôn sao tuy rằng ngương trọng lại không có bối rối chút nào hắn trường kiếm trong tay chém ra lập tức một đạo quang mang đem bầu trời chém đứt ra cỗ lực lượng gông cùm xiềng xích hắn theo đó biến mất trên người hắn tinh thần lực cũng tùy theo tản ra bốn phía không gian một hồi vặn vẹo khó trách dám càn rỡ như vậy quả nhiên thật sự có tài Thân ảnh mục vô xuất hiện trên không trung, bước ra một bước, thật giống như xúc địa thành thốn, thoáng một phát đã tự đi tới trước mặt Vũ Tiên Sinh một quyền oanh xuống dưới. Bốn phía không gian trở nên vặn vẹo kia ở dưới một quyền này nứt toác ra, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán. Một hắc động khẩu từ hiển hiện ở trên bầu trời. Thân ảnh Vũ Tiên Sinh ở dưới một quyền này cũng từng cái tùy theo nghiền nát, chỉ bất quá trên mặt hắn vẫn là bình tĩnh như nước, không có nửa phần cảm xúc chấn động. Ân, chuyện gì xảy ra? Mộc vô sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, lộ vẻ tràn ngập nộ khí. Không gian trước người hắn toàn bộ phá vỡ đi ra, theo thân ảnh của Vũ Tiên Sinh cùng nhau bị cuốn vào trong hắc động. Nhưng thân ảnh kia trong lúc nghiền nát, dĩ nhiên hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán, nguyên lai là một đạo ảo ảnh. Vũ Tiên Sinh chân thân sớm đã không biết tung tích. Cái gì? Ngay cả Mộc Vô đội trưởng đều bị lừa gạt sao? Đám người bân kiệt ai nấy sắc mặt đại kinh, hoảng sợ vô cùng. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, nói. Tinh thần lực thật cường đại, người này ngày sau sợ là có thể trùng kích cửu giai đế luyện sư, ta cũng không có chút nào phát giác dĩ nhiên là huyễn thuật. Đinh Linh Nhi nghe được hoảng sợ thất sắc, cửu giai thuật luyện sư, đó là tồn tại trí cao vô thượng bực nào. Hơn nữa Lý Vân Tiêu nói như vậy, cái đó phòng chừng không có sai. Nàng tiến lên rất dìu lấy Lý Vân Tiêu, nhìn xem cái đầu đầy máu tươi của hắn, trên đầu tựa hồ nổ bung không ít, lo lắng nói. Vân Thiếu, ngươi không sao chớ. Lý Vân Tiêu lắc đầu, từ không trung rơi xuống, bắt đầu xem xét Lạc Vân Thường. Xa xa mộc vô trên không trung lẳng lặng đợi một hồi, đột nhiên thành một đạo cực quang, mau lẹ vô cùng hướng phía thành nam mà đi, tựa hồ trong nội tâm cực độ không cam lòng. Đám người bân kiệt hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào cho phải. Lý Vân Tiêu thò tay bắt lấy cánh tay Lạc Vân Thường, lập tức một cổ đạo lực lượng cực kỳ bá đạo đem tay hắn chấn mở ra. Hắn đưa hai tay xem xét, đã là cháy đen một mảnh đinh linh nhi sợ hãi nói chuyện gì xảy ra trên mặt lý vân tiêu cũng là ngưng trọng chưa bao giờ có nói vừa rồi vũ tiên sinh cho nàng nuốt vào thứ đó tựa hồ kích phát cửu dương thần thể của nàng hiện tại cả thân thể của nàng đã giống như một đan điền kinh khí cường đại ở trong đó vận chuyển nếu là ta không có suy đoán sai đây chính là cửu dương chân khí chân chính quả nhiên thật bá đạo cường đại tuy rằng lạc vân thường vẫn luôn là dùng cửu dương chân khí nhưng đây bất quá là dùng cửu dương chân pháp đến vận chuyển nguyên khí mà thôi. Giờ phút này trong cơ thể nàng trào lên, mới chính là nhiều năm như vậy tích lũy xuống, rốt cục thành hình cửu dương chân khí. Đinh Linh Nhi sầu lo nói. Vân Thường tỷ tỷ dù sao chỉ có tu vị võ vương, khí tức này cường đại để cho ta đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Vân Thường tỷ tỷ không có việc gì chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không biết, ta phải đem nàng đưa đến bên trong giới thần bia nếu là ở đây xảy ra vấn đề mà nói, ta căn bản không áp chế nổi. Đinh Linh Nhi minh bạch ý tứ của hắn ở bên trong giới thần bia, Lý Vân Tiêu chính là nhất phương thần linh không có gì không làm được. Nào đem Lạc Vân Thường ôm lấy, đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu, đi vào ở trong một gian mật thất. Dù sao bí mật giới thần bia không thể để cho mọi người biết rõ được. Đợi Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường tiến vào trong giới thần bia, sau đó nàng liền ở ngoài cửa bắt đầu hộp pháp cho hắn đồng thời lấy ra một khối ngọc bài đưa tin màu vàng giá trị cực cao. Sau khi lo lắng một chút, liền đem một đạo thần niệm khắc sâu vào trong đó, kế đến bóp nát trong tay. ở trong nháy mắt ngọc bài vỡ vụn, tựa hồ hiện ra một mảnh đen kịt, thần niệm bị xa xa chuyện đưa ra ngoài. Lý Vân Tiêu sau khi tiến vào dưới thần bia, liền đem lạc vân thường đặt ở dưới đáy phương thốn sơn. Lúc trước Mộng Vũ đã nằm ở trong cái đại trận kia, còn hắn thì đưa tay khẽ vẫy một cái, liền đem cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành đều đưa tới. Lạnh lùng nhìn hai người hắn nói, "Khô lâu giang binh đoàn Vũ Tiên Sinh kia đến cùng là thân phận gì?" Cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành ở trong giới thần bia tu luyện hồi lâu, thương thế trên người đã sớm khôi phục, hai người nhìn xem Lý Vân Tiêu đầu đầy huyết quang, đều bị cả kinh. Đồng tử Cố Nguyệt Sinh hơi co lại, giật mình nói, "Ngươi gặp được Vũ Tiên Sinh, tổn thương trên người của ngươi hẳn là do hắn làm ra." Hắn mãnh liệt sợ hãi nói, "Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nếu đã gặp phải hắn, Trừ phi ngươi trốn vào không gian thần bí này Nếu không không có khả năng giữ được tánh mạng Cố Nguyệt Sinh đột nhiên sững sờ Tựa hồ nghĩ đến cái gì Cười ha hả nói Ha ha sẽ không bị ta nói chúng Ngươi thật sự là trốn vào để chạy chối chết A à. Vũ tiên sinh đang ở bên ngoài Trên mặt tư đồ hoành hiện lên vẻ đại hỉ, Kêu lên Tiểu tử tranh thủ thời gian thả chúng ta Có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ Có hai người chúng ta ở trước mặt Vũ tiên sinh thay ngươi cầu tình khẳng định có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu tóc tai bù xù, trên mặt tất cả đều là máu tươi, nhưng trong mắt lại lóe ra tinh mang, hơn nữa lộ ra thần sắc giống như nhìn thấy kẻ ngu ngốc, cười lạnh nói. Tại đây là địa phương nào, các ngươi là suy đoán rõ ràng còn giả bộ hồ đồ. Các ngươi cảm thấy ta có thể nào thả các ngươi rời đi sao? Còn có, các ngươi thực cảm giác mình có trọng lượng như vậy, ở trước mặt vũ tiên sinh có thể nói được mấy lời. Cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành đều là sắc mặt đại biến, cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Tư Đồ Hoành cả kinh nói: "Chẳng lẽ là thực? Cái này, điều này sao có thể?" Cố Nguyệt Sinh toàn thân sợ hãi, thất thanh nói: "Cái này, đây thật sự là bên trong Nặc Á Chi Chu. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Siêu phẩm huyền khí này dĩ nhiên rơi vào tay của ngươi." Hai người sau khi tiến vào không lâu, đã bắt đầu thăm dò cái thế giới không gian này, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Như là suy đoán kia quá mức làm cho người ta sợ hãi một mực không thể tin được, hiện tại bị Lý Vân Tiêu chứng minh là đúng, khiếp sợ tột đỉnh. Lý Vân Tiêu nói, những chuyện này các ngươi đều không cần quản, đem hết thảy những gì các ngươi biết rõ đều nói ra đi. Trước khi ta tiến giai vũ đế, các ngươi là đừng hòng được đi ra ngoài. Cũng không cần lo lắng người bên ngoài tiến đến báo thủ các ngươi, tại đây tu luyện tài nguyên tuyệt không thiếu thốn chút nào so với bên ngoài. Nếu là các ngươi có thể tu luyện tới vũ đế đỉnh phong, cũng có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc ở nơi này, trực tiếp phá toái hư không đi ra ngoài. Tiếp đó hắn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống đến lúc đó. Nếu để cho ta không hài lòng mà nói, bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi tính mạng của các ngươi ha. Hắn giơ tay lên chỉ về phía trước nhẹ nhàng một cái, bốn phía quy tắc chi lực đột nhiên đè xuống, hai người tư đồ hoành cùng cố nguyệt sinh chỉ cảm giác thân thể mình hung hăng bị ném bay ra ngoài. Không gian bốn phía không ngừng biến hóa, cũng không biết bay ra bao xa, cuối cùng ầm ầm một tiếng đánh vào trong lòng núi cứng rắn toàn thân xương cốt muốn vỡ ra cố nguyệt sinh mở mắt ra phát hiện sớm đã không phải sơn động lúc trước mà tư đồ hoành cũng không thấy bóng dáng chỉ có một mình hắn lẻ loi chơi trọi khảm nạm ở trong thạch bích trong cơ thể chấn ra nội thương bên tai truyền đến thanh âm của lý vân tiêu nói hiện tại bắt đầu nói đi nếu là hai người các ngươi có chỗ nào mâu thuẫn lẫn nhau ta sẽ đem bọn ngươi kéo vào tinh thần thế giới cắt thành từng mảnh thịt mỗi một đao đều muốn cắt lên một vạn năm cố nguyệt sinh trên mặt huyết sắc lập tức đều không còn hắn thân là bí pháp thuật luyện sư tự nhiên biết rõ tinh thần không gian đáng sợ ra sao ở trong tinh thần không gian hết thảy tồn tại đều lấy ý chí của đối phương làm chủ dưới một đao tới cho ngươi cảm thụ đau đớn một vạn năm cắt xé cũng là sự tình dễ dàng ngươi ở bên trong thừa nhận thống khổ hàng vạn năm mà ở trong thiên vũ giới có lẽ chỉ là trong nháy mắt lại liên tưởng đến vừa rồi lý vân tiêu tiện tay triệu hoán bọn hắn một ngón tay biến hóa thời không thần thông, rốt cuộc vững tin không thể nghi ngờ, nơi này chính là nặc á chi chu trong truyền thuyết. Kiện tuyệt đại huyền khí kia có thể dung nạp tánh mạng, tự thành thế giới. Hắn rốt cuộc không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu, chán nản nói. Tình huống cụ thể của vũ tiên sinh ta cũng không biết, chỉ biết hắn là bằng hữu sư phụ của ta. Thân ảnh Lý Vân Tiêu phù hiện ở trước mặt hắn, cau mày nói. Cái tên được xưng phong luyện sư kiệt kia, hắn không phải đã chết từ rất nhiều năm trước rồi sao? cố nguyệt sinh lộ ra vẻ khiếp sợ cười khổ nói nguyên lai like, ngươi ngay cả sư phụ ta cũng biết không tệ không tệ đúng là tên điên thuật luyện sư mà tất cả mọi người cho rằng đã chết bởi vì hắn nghiên cứu lĩnh vực quá mức tàn nhẫn cho nên nhiều lần bị hóa thần hải hạ lệnh cấm nhưng sư phụ ta là người nào há có thể nghe theo những mệnh lệnh nhàm chán kia ngược lại nghiên cứu càng ngày càng sâu cuối cùng lọt vào hóa thần hải giết chóc vận khí may mắn nhặt về một cái mạng những năm này một mực đều dốc lòng tiếp tục nghiên cứu lý vân tiêu cười lạnh nói tên điên kiệt thật là quái tài lúc trước ta cũng đã gặp mấy lần người này cùng vọng không bị trói buộc tự cho là đúng không biết đem tinh lực tốn hao ở trên việc tu luyện của mình cả ngày làm ra mất thứ đồ vật bàng môn tả đạo không thể tưởng được hiện tại còn không biết hối cải hắn khẽ cho mày lại nói bất quá hóa thần hải cũng xác thực có chút cổ hủ cố nguyệt sinh sắc mặt đại kinh sợ hãi nói ngươi ngươi nói cái gì ngươi từng gặp sư phụ ta. Làm sao có thể? Sư phụ ta đã thoát đi hóa thần hải từ hơn 30 năm trước. Ngươi bất quá là không đến 20 tuổi, đừng vội nói bậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn xem hắn, nói. Những chuyện này đều không có liên quan tới ngươi, hiện tại nói chuyện Vũ Tiên Sinh A. À. Hắn là người nào, lại vì sao quen biết với sư phụ ngươi, như thế nào lại ở trong khô lâu dòng binh đoàn. Cố Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy người trước mắt này thật sự thần bí vượt qua phạm vi lý giải của hắn, niên kỷ không đến 20 tuổi đã có tu vi như vậy càng là có được nặc á chi chu phóng nhãn cả thiên vũ đại lục sợ cũng tìm không ra người thứ hai trong nội tâm phát lên một loại cảm giác vô lực khổ sở nói vũ tiên sinh là yêu tộc đại tế tự cái gì đồng tử lý vân tiêu đột nhiên co lại sợ hãi nói làm sao có thể yêu tộc đại tế tự không phải vài ngàn năm trước đã bị cố thanh thanh trấn áp ở trong ngũ hà sơn sao hơn nữa đại tế tự truyền thừa phải là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối không có tiền nhân truyền công căn bản không có khả năng trở thành yêu tộc đại tế tự cố nguyệt sinh lộ ra thần sắc ngạc nhiên nói ngươi biết nhiều như vậy những chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là nghe sư phụ nói qua như thế đến cho bọn hắn là tại sao biết là vũ tiên sinh tự mình tìm tới tận cửa hắn đột nhiên cười nói bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hai người bọn họ đều là đại biến thái a lý vân tiêu gật đầu nói như thế sư phụ ngươi chuyên môn thu thập khí quan mà tên vũ tiên sinh kia chuyên môn thu thập huyết dịch thật là hai tên biến thái rất xứng một đôi bọn hắn cùng một chỗ đoán chừng cũng là làm ra những nghiên cứu biến thái kia cố nguyệt sinh cười nói đúng vậy hai người nghiên cứu thảo luận lẫn nhau hơn nửa năm làm vô số thí nghiệm tựa hồ cũng thu hoạch thật lớn nói ra lời này sắc mặt hắn có chút trắng bệch tựa hồ bắt đầu có chút dữ tợn lý vân tiêu lộ ra ánh mắt thương cảm âm thanh lạnh lùng nói chắc hẳn ngươi cũng là vật thí nghiệm trong vòng nửa năm này a à. cố nguyệt sinh sắc mặt đại biến kịch liệt run rẩy lên một trong mắt tăng vọt khai mở càng lồi càng lớn từng đạo gân xanh che kín cái chán cả thái cổ thiên mục chiếm lấy nửa bên mặt lộ ra hung quang hắn giữ tợn quát lên ngươi biết cái rắm ta là tự nguyện trở thành vật thí nghiệm có được thái cổ thiên mục này có thể tu luyện đồng thuật của cổ phi dương thì có hy vọng trở thành đại thuật luyện sư trong cái thái cổ thiên mục kia đồng tử quỷ dị bỗng nhiên co rụt lại, một cổ tinh thần lực vô cùng bá đạo đột nhiên bắn ra đến, hướng trong đầu Lý Vân Tiêu phóng đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh vô cùng, một cái đồng tử lập tức hóa thành huyết sắc loan nguyệt, ở xung quanh huyết sắc dĩ nhiên hiện ra từng dãy khoa đầu văn tự, hướng phía hốc mắt lan tràn ra, đúng là kinh văn đại diễn thần quyết. Bốn phía không gian một chuyến, Cố Nguyệt Sinh tinh thần công kích lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi, cổ phi dương đồng thuật nguyệt khuyết hắn hoảng sợ kêu to lên, trong mắt hoàn toàn là vẻ không thể tin được, điên cuồng quát. Ngươi như thế nào cũng biết đồng thuật của cổ phi dương, ngươi đến cùng là người nào. Đồng thuật này khắp thiên hạ có lẽ chỉ có một mình ta biết mới đúng. Ngươi không có thái cổ thiên mục làm sao có thể thi triển đi ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, thì thào lẩm bẩm. Cái thái cổ thiên mục này xác thực có ý tứ, có lẽ ta có thể từ đó tìm ra một đường cơ hội, luôn cố gắng cho giỏi hơn đợi sau khi trở lại cửu dai xem ra cần thiết phải đi tìm phong tử kiệt kia nghiên cứu một chút hắn sau khi nói xong cả người đã biến mất không thấy gì nữa cố nguyệt sinh hoàn toàn ngốc trệ ở đó lời nói vừa rồi của lý vân tiêu một chữ không lọt truyền vào trong tay hắn thái cổ thiên mục kia vừa rồi sau một kích đã lui về trong đại não hai con ngươi bình thường của hắn cũng lồi ra như là lục lạc chuông ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ra mồ hôi lạnh càng là chảy ròng ròng mà xuống đầu óc cơ hồ có chút chỗ trống trong miệng một mảnh khô khốc tái diễn câu nói kia đợi đợi trở lại cửu cửu dai sau đó